mọi thứ đều mẹ ủng hộ, ủng hộ em làm con gái. Mẹ không có muốn em chuyện dơ, ra đường thì muốn bận đồ con gái hay muốn làm mọi thứ sao cũng được hết, muốn làm gì cũng được hết, nhưng mà đừng có phẫu thuật. Tại vì mẹ sợ em đau, sợ sau này em không có ai bên cạnh, mẹ mất rồi không ai chăm sóc cho em. Từ Tết năm rồi tới bây giờ là em cũng chưa về nhà. Và em cũng không có liên lạc về nhà. Tại vì em muốn cho Niệu một cái danh phận, em dặn ba mẹ. Nhưng mà em biết nhớ nhẹ. Hồi đó em sợ mấy thằng con trai trong trường lắm, hay ăn hiếp em. Có một lần là mấy anh lớp lớn trong trường còn đái vào cái chai uống nước suối, gắt lên đầu em. Bolo xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Và bây giờ chúng ta cùng gặp khách mời nhé. Xin chào hai bạn. Dạ, em xin chào chị Bolo và xin chào tất cả mọi người. Em tên là Niệu Niệu, năm nay em 20 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại An Giang. Công việc chính của em là make up và là người mẫu ảnh ạ. Em xin chào mọi người, xin chào chị Bolo. Em tên là Minh Trực, năm nay em 24 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại An Giang ạ. Công việc của em là buôn bán nhỏ. Thực ra là chị cũng có biết Niệu trước đó, và cũng có biết là Niệu có một người yêu rất là dễ thương và đồng hành với Niệu được bao lâu rồi nhỉ? Dạ cũng 3 năm mấy. 3 năm mấy rồi đúng không? Dạ. Lý do tại sao mà hai bạn quyết định xuất hiện tại chương trình Come Out? Em cũng muốn lên đây để muốn chia sẻ những cái tâm sự, cũng giống như là muốn truyền cảm ứng với mọi người rằng là trong cộng đồng của chúng ta thì luôn có tình yêu và nó chắc chắn sẽ xuất hiện, và mọi người hãy tin vào tình yêu ạ. Vậy thì bây giờ mình đến với cái điểm khởi đầu nhé. Không biết là Niệu và Trực hai bạn gặp nhau ở hoàn cảnh nào ha? Gặp nhau cũng là một cái duyên luôn á chị. Kiểu như là em thì hay chơi TikTok, xưa em còn mén hay đi cắt vớt trên TikTok á, tóc ngắn, rồi thì ảnh gặp em ở trên TikTok á, ảnh mới kiểu cảm thấy thích, thấy lạ, rồi ảnh mới tìm Facebook và nhắn tin cho em á. Là lúc đầu em cũng không có tin là để yêu thiệt đâu, thì kiểu như là ai nhắn tin thì mình cũng mừng, trai này nhắn tin mình là mình thích lắm. Và nhắn tin một ngày hai ngày xong rồi tới nửa năm, khoảng thời gian đó là Covid giãn cách thì tụi em không có gặp nhau và yêu xa nửa năm. Chuyện tình cảm của hai người là do Trực là người bắt đầu. Trực ơi, cái góc nhìn và cái cảm nhận của em như thế nào khi mà em bắt đầu em là tìm hiểu và làm quen với Niệu Niệu? Trước khi mà em làm quen với Niệu thì em đã từng nhìn thấy những cái clip khớp của Niệu với bạn Niệu trên TikTok, nhưng mà lúc đó em không có ấn tượng nhiều. Hôm đó thì em đang đi làm thì vô tình em lướt lại, em thấy, em mới coi kỹ lại nhiều lần á, thấy rất là thú vị, kiểu như bị mê á. Xong rồi em mới tìm Facebook, nhưng mà tìm Facebook Niệu thì không có ra. Em tìm Facebook của bạn Niệu, từ từ mới lặn ra Facebook Niệu. Tìm ra thì em cũng chưa nhắn tin liền, chưa định nhắn tin liền. Nhưng mà sau một thời gian suy nghĩ thì cuối cùng em quyết định nhắn tin trong ngày hôm đó luôn. Em xem thấy Niệu, ba nội không có để ý lắm. Nhưng mà xong rồi tự nhiên cái lướt vô tình gặp lại lần nữa, kiểu thông điệp vũ trụ đưa tới á, cái mình thấy cũng cưng cưng đúng không? Khi mà em nhắn tin cho Niệu á, em có kiểu hồi hộp, lo lắng là không biết là bé này nó có trả lời hay là bé này nó có tin là mình đang tìm hiểu mình không? Em có hồi hộp không? Dạ có, em sợ bạn không ghép, nhưng không ngờ là bạn ghép nhanh luôn. Ghép liền luôn. Ghép liền luôn. Đừng mê trai mà. Ủa lúc đó là khi mà em nhận tin nhắn á, là cảm giác đầu tiên của em là cái gì? Tại vì nè, lúc mà anh kết bạn với em xuất hiện trên Facebook là em cũng có bấm vô trang anh coi rồi. Nói trời ơi, gái cho cái anh này tối nay anh nhắn tin cho mình đi. Trời ơi, chiều đó là anh nhắn tin cho em thiệt luôn. Thiệt luôn là em kiểu bất ngờ, nó ủa mới sáng suy nghĩ tưởng đâu không nhắn tin, ai về giờ nhắn tin thì em trả lời liền, cứ nghĩ là nhắn tin bữa nay thôi. Sáng em mơ là mất tiêu rồi đó. Thường là em bị dậy không đó, sáng hôm sau anh vẫn sao hello bé ngủ dậy chưa, rồi cái ôi hello bé, trời dễ thương quá. Hai bạn có nhớ cái tin nhắn đầu tiên mà Trực nhắn cho Niệu là gì không? Hello bé Niệu. Từ những cái hello, những cái xin chào đó mình bắt đầu phát triển câu chuyện nhiều hơn đúng không? Dạ đúng. Thì cảm nhận của em về Trực là như thế nào? Dạ Facebook xem thì cũng thấy ảnh cũng biết bận đồ, biết chụp hình, cũng có gu, cũng hợp với em đó. Em cũng chịu. Nói chung thì hồi đó em rất là mê trai chị ơi, kiểu như em còn mén mới học 12 xong mà. Từ đó tới giờ em không có quen ai thật lòng hết. Và anh Trực là cái mối tình mà em cảm thấy là thật lòng và đi với em đến tận bây giờ. Nói như nói đúng rồi, đó giờ không có ai quen em thật lòng quen. Để cho em có thể mà cảm nhận được tình cảm thật sự mà em toàn tâm toàn ý như Trực. Dạ. Cái lúc mà 3 năm mấy trước, theo chị nhớ là lúc đó em còn tóc ngắn, em chỉ lúc đó nhìn em cưng cưng thôi, em không có quá nữ tính như bây giờ. Dạ. Thì Trực cảm thấy cái lúc đó với lúc bây giờ nè, của Niệu này, em cảm thấy như thế nào?
có sự thay đổi như thế nào? Dạ có chứ chị. Lúc mà em mới quen Niệu thì lúc đó Niệu cũng còn tóc mén, nhưng mà lúc đó Niệu rất là tự tin, tại vì bản thân Niệu suy nghĩ là lúc đó Niệu rất là dễ thương rồi. Nhưng mà bây giờ lâu lâu hai đứa nằm coi lại những clip ngày xưa, Niệu tự mắc cỡ. Niệu là một người chuyển giới thì chắc chắn là Niệu sẽ muốn ngày càng đẹp hơn rồi. Em thì cũng muốn vậy, em thì cũng muốn bạn gái em ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng đẹp hơn. Trời dễ thương quá, chị nghe chị nói da gà nè. Cái điểm mà thu hút nhất ở Niệu là cái điểm nào? Là Niệu rất là dạng. Tại vì lúc đầu nhắn tin thì em không có chịu gọi điện. Tại vì lúc đó em đang trong giãn cách công ty, với lại em cũng sợ mấy chị chọc đồ này kia, mấy chị làm chung chọc. Mà hôm đó Niệu nói là tối bữa đó em làm xong là phải điện thoại nói chuyện với Niệu. Xong rồi em mới chạy ra ngoài ngoài nhà vệ sinh ở ngoài công ty á, mà tới hù không có hé mặt gì hết trơn á. Xong rồi em mới điện Niệu thì hai đứa mới nói chuyện. Từ ngày đó là bắt đầu ngày nào em làm xong, em làm xong là 9 giờ tối là nói chuyện tới 1-2 giờ sáng bắt đầu em mới ngủ. Lúc đó làm công ty cho Bình Dương. Lúc đó em làm cho Bình Dương. Từ cái lúc mà em tìm thông tin Niệu mà nhắn tin với Niệu được là bắt hai người dính nhau đúng không? Connect với nhau rồi. Vậy thì khoảng bao lâu thì hai người mới chính thức quyết định là tiến tới cái mối quan hệ yêu nhau chính thức? Bắt đầu từ ngày hôm đó luôn. Là kiểu anh nói là bây giờ mình cứ tìm hiểu nhau đi, đừng có đặt nặng cái vấn đề yêu thương gì quá, hiểu không? Cứ tìm hiểu, như mình hợp thì mình tiếp tục, còn không hợp thì mình thôi. Em buồn rồi, em sợ, kiểu nói không biết làm sao nữa. Mình xấu, mình mén, không biết có chịu không. Nhưng mà cứ tiếp tục thì lại là nảy sinh tình cảm nhiều hơn á chị. Ủa vậy thì vẫn chưa có một cái câu nói là em là người yêu của anh chính thức hay là mình yêu nhau đi chính thức à? Có chưa? Có chứ anh. Có rồi, nhưng mà bây giờ anh cũng không nhớ nói lúc nào. Lúc đó thì kiểu như em nói với Niệu là đừng có đặt nặng cái vấn đề tình cảm quá, mình cứ nhắn tin tìm hiểu trước đi. Nhưng mà em lại lấy hình nền hình của Niệu với hình của em á, ghép lại thành một cái khuôn mình đăng lên đổi chân rồi đó. Xong rồi cái không có đăng, anh chỉ là đổi ảnh Zalo thôi, ảnh tin nhắn của Zalo của hai đứa thôi. Tại vì còn đang ở xa nhau quá thì em cũng mong Niệu là cứ từ từ. Niệu cũng nói là bây giờ mình gặp nhau cái đi, nếu mình hợp thì mình quen tiếp, còn không hợp thì thôi. Tại vì mình cũng chưa gặp nhau bao giờ. À, từ khi nhắn tin tới khi gặp mặt nhau lần đầu tiên là 6 tháng. 6 tháng online. Dạ, đúng rồi. 6 tháng online. Online xong rồi em Tết năm 2020 là em mới về nhà Niệu ăn Tết ở nhà Niệu luôn. Xong rồi cái đời em mới đi đi làm nữa. Tới bữa 19 tháng 3 là bắt đầu Niệu thi cuộc thi của tỉnh. Em nói nhiều em không có về. Nhưng mà thật sự là bữa đó em mượn xe của bạn em chạy về. Là anh lén về coi em thi. Ngày đó em đăng quang ở An Giang luôn. Là cái thể mà thứ bảy là em được xuống ca sớm, chiều tối thứ bảy em về. Xong rồi phi chủ nhật em lại lên để sáng thứ hai em đi làm. 4-5 lần chạy xe Honda về. Kiểu như anh rất là siêng. Kiểu như màn cuối tuần nghỉ thì anh lại xách xe Honda chạy mấy tiếng đồng hồ từ trên Bình Dương về An Giang thăm em. Xong rồi lại buổi sáng sẽ lại chạy lên. Xong vài tuần lại chạy về, cứ như vậy hoài đó. Dễ thương quá. Mà có một điều chị cảm nhận từ Trực nhá. Trực rất là chân thành với em luôn á Niệu. Và em thì rất là dễ thương. Lần đầu tiên mà hai người gặp nhau bên ngoài ấy, phản ứng của hai người như thế nào? Em thì rất là mắc cỡ, tại vì anh đi xe đò về, anh xuống xe, anh xách vali xuống thì em cảm thấy ôi sao không, anh bự con chứ, anh bự hơn mình nghĩ gì hả. Rồi khoái cái lợi, tại em chạy xe em ra lại rước anh về đó là bên xe rước về. Thơm phức nè, đàn ông trai thơm phức nè. Dược cao to, thơm nữa, mà rất là lịch sự. Lần đầu tiên nắm tay trên xe em run lắm kìa, là lần đầu tiên luôn á. Còn Trực thì sao? Trước khi em về á, Niệu có nói á là ở ngoài Niệu không có được dễ thương, không có được trắng như trên hình đâu. Khi mà vừa xuống xe đò là em thấy Niệu là em ôm Niệu liền luôn. Thấy cưng quá hả? Thấy cưng quá. Mà cũng ngâm ngâm cũng đáng yêu. Mà Niệu cứ mắc cỡ với em cái việc đó hoài. Tại vì đối với em lúc nào em cũng tự ti, cho nên lúc đó mình chưa có hoàn thiện. Nói chung hiện tại em vẫn còn tự ti, nhưng mà tự tin hơn, hoàn thiện hơn lúc trước. Tại vì lúc nào mình cũng tự ti, em có khuyết điểm đó, em vậy đó, anh có thương em nữa không, em đen, em xấu rồi, em nổi mụn này kia gì đó, em không dám đi trên hình em sửa. Nói chung mọi thứ, lúc điện và lúc quen nhau 6 tháng em đều nói thật hết. Người chỉ nhớ chúng ta luôn luôn nhìn cái khuyết điểm, luôn luôn nhìn vào những khuyết điểm của mình để mà kiểu như là cố gắng phát triển lên hàng ngày. Thời điểm hiện tại thì em chưa can thiệp gì đúng không? Dạ đúng rồi, em chỉ mới làm mũi 10 ngày nay. Cũng mới làm mũi 10 ngày. Em thấy mà trên gương mặt của em hiện tại chị em cũng mới làm mũi thôi, còn mọi thứ trên cơ thể em chưa có làm gì hết. Và em cũng mong muốn rằng là trong tương lai em có thể hoàn thiện hơn từng ngày giống như các chị, để có thể tiếp nối những cái ước mơ, những cái mong muốn mà em dự định trong tương lai. Em cảm thấy bản thân mình có rất là nhiều khuyết điểm, nhưng mà em mong là em sẽ lấy những cái ưu điểm của mình để phát triển hơn. Giống như là chị cũng thấy em rất là lùn, nhưng mà em rất là thích đi cách quớt, thích đi thời trang trên cái show diễn. Mặc dù em biết rằng là cái tỷ lệ mà chọn mình rất là thấp.
không biết là gia đình của em có ủng hộ cái việc mà em chuyển giới thành như con gái không? Mẹ em hiện tại thì gia đình mọi thứ đều mẹ ủng hộ, ủng hộ em làm con gái, ủng hộ em về mọi thứ giống như là những cái dự định của em, nhưng mà mẹ không có muốn em chuyển giới. Ra đường thì muốn bận độn gái hay muốn làm mọi thứ sao cũng được hết, muốn làm gì cũng được hết, nhưng mà đừng có phẫu thuật. Tại vì mẹ sợ em đau, sợ sau này em không có ai bên cạnh, mẹ mất rồi không ai chăm sóc cho em. Cái đó là chị thấy là một cái nỗi sợ chung của tất cả các phụ huynh, kể cả mẹ chị á. Khi mà chị đi Thái Lan một tháng, mẹ chị ở nhà mất ngủ đúng một tháng. Chị hiểu cái đó là cái nỗi lo sợ chung của tất cả các bậc phụ huynh. Mà phẫu thuật chuyển giới nó không có ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của mình, nhưng mà vì cái tình thương của mẹ dành cho mình rất là nhiều nên là mẹ lo lắng. Chị nghĩ là em nên có những cái thuyết phục mẹ dần dần để cho mẹ hiểu là không quá nguy hiểm. Từ nhỏ xíu em đã thể hiện ra mình là người đặc biệt rồi. Kiểu như hồi đó còn nhỏ không có mạng xã hội nhiều, em cũng không có biết là bản thân mình như thế nào. Thì cứ biết lớn lên thì mình hay cứ thích chơi mấy cái đồ chọn gái nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi đi học mình vẫn phải gồng, tại vì hồi đó em sợ mấy thằng con trai trong trường lắm, nó hay ăn hiếp em lắm, nó hay kêu em bằng Tự Bóng, tên thiệt của em là tên Tự, ngay mấy cái tiệm hớt tóc nam á em rất là sợ. Nói chung là em đi em đều tránh né hết. Có một lần là mấy anh lớp lớn trong trường có lần là còn đái vào cái chai uống nước suối, gắt lên đầu em, gắt lên đầu em. Thực sự em rất là sợ, tại vì bản thân của mình là chưa nhận dạng được là mình như thế nào. Chỉ là mình thích chơi những cái trò chơi của người con gái thôi ạ. Chị hiểu, chị hiểu. Lúc đó em cũng rất là đặc biệt nên là mọi người có phản ứng thái quá đúng không? Theo như em nói thì mẹ em cũng đã đồng hành với em, chấp nhận. Mà không biết là chấp nhận ngay từ những thời gian đầu. Mẹ em chỉ chấp nhận cách đây khoảng 3 năm nay thôi. Khoảng thời gian em đi học từ nhỏ cho tới lớn, xong rồi tới năm em học trung học phổ thông thì bắt đầu mẹ em mới phát hiện là em có những cái biểu hiện là khác với người ta, lại kiểu như bị phụ huynh á, bị thầy cô giáo trong trường mét á, là em đi học á tha son, đánh phấn, mang gú, làm ô dễ trong trường. Xong rồi mẹ nhiều lần chửi của em lắm. Em đã phải chịu rất là nhiều khó khăn trong 3 năm. Hiện tại mẹ mới chấp nhận em như ngày hôm nay, và mọi thứ em đều phải nỗ lực. Bởi vì là 1 tuổi thì ba em mất. Năm đó mẹ em chỉ mới 23 tuổi thôi. Một người con gái 23 tuổi mà có một đứa con mà bị mất chồng. Mẹ em đã cố gắng nuôi em đến lúc em 5 tuổi. Mẹ em mới bước sang bước tiến mới. Là ba sau của em là thương em và không có đánh đập như mọi người trên mạng nghĩ là ba dượng đánh đập gì hết trơn á. Ba rất là thương em và luôn ủng hộ những gì mà em làm, đưa em đi học bằng xe đạp suốt mười mấy năm trời. Em biết á là mẹ thương em, bởi vì mẹ thương em nên mẹ mới cấm cản em, bởi vì em là cháu đứt tôn và ba em mất, nên là mẹ rất là kỳ vọng vào em rất là nhiều. Nếu mà em bị như vậy á thì là gia đình giọng họ sẽ nhìn mẹ như thế nào. Mẹ rất là lo về mọi thứ. Lúc đó mẹ cũng chưa có biết nhiều về LGBT hay là người chuyển giới nữa. Mẹ coi nó giống như là bệnh hoạn. Mẹ cứ nói em đi chơi với mấy đứa bóng này nọ rồi lây nhiễm. Rồi cái suy nghĩ không có giống người. Mẹ rủa em rất là nhiều. Em rất là buồn. Đến năm học 12 em quyết định là nếu mà em không nói thì em sẽ không có được hạnh phúc. Em nói với mẹ là em không có muốn lấy vợ để cho con gái người ta khổ. Mẹ có giết em đi nữa thì em cũng không có thay đổi. Mẹ nhào xuống, mẹ nói cái gì? Cái đó là mày tự suy nghĩ thôi, chứ không có ai mà quy định gì hết trơn á. Mày đi chơi với mấy đứa bóng khi mày lây nhiễm. Em mới cầm đưa cho mẹ em đó là bây giờ mẹ giết con đi chứ con không có thay đổi được. Là mẹ tán em một cái mẹ giục là mẹ chạy đi ra ngoài đường luôn. Là em phải bỏ nhà về nội ở 2 tuần. Xong rồi mẹ mới dần chấp nhận. 2 tuần rồi mẹ mới dần dần chấp nhận. Tại vì nội em và cô Út em á cũng hiểu hơn về em. Và mọi người cũng có nói tiếp vô. Từ từ mẹ mới chấp nhận. Bắt đầu từ cái khoảng thời gian đó mẹ mới nói là thôi đi về nhà ở đi, sau này muốn làm sao đó thì làm. Ra đường muốn bận đồ con gái gì đó thì bận, còn ở nhà thì đàng hoàng một tí. Trực ơi, hồi nãy giờ chị thấy là em rất là xúc động bởi những cái câu chuyện mà Niệu kể á. Không biết em đã nghe những câu chuyện này chưa? Em đã từng nghe rồi mà khi mà em nghe lại em vẫn xúc động. Nói chung là những cái chuyện mà Niệu trải qua thì lúc đó không có em ở bên cạnh.
Nhưng mà khi mà em gặp Niệu rồi, em có nói với Niệu có cái chuyện gì hai đứa em cũng chia sẻ nhau rồi. Nên em nói với Niệu là dù có chuyện gì thì em cũng ở bên cạnh Niệu rồi. Có chuyện gì em cũng sẽ cố gắng bảo vệ Niệu. Nếu như mà được gặp Niệu sớm hơn thì em muốn chia sẻ những cái điều đó với Niệu sớm hơn, không để Niệu phải chết chịu một mình. Chị cảm nhận được cái tình cảm rất là lớn dành cho Niệu từ từ Trực luôn á. Tức là Trực rất là muốn bảo vệ Niệu, kể cả trong quá khứ. Và khi mà cảm nhận được những cái khó khăn em trải qua ấy, Trực đồng cảm được và Trực rơi nước mắt mà vì em luôn. Ôi, chị cảm thấy rất là dễ thương, rất là cảm động với cái chuyện tình cảm của hai người. Khi mà quen Niệu như thế này nè, thì không biết là phản ứng của gia đình Trực như thế nào? Khi quen Niệu á, ba mẹ em không có biết, nhưng mà mọi người trong xóm em á thì có kết bạn Facebook với em thì biết. Thì em cũng hay up hình Niệu tóc ngắn, rồi em cũng hay gửi hình Niệu cho chị ba. Chị ba em coi, tại từ nhỏ thì em nói chuyện thân với chị ba hơn. Chị ba mới nói là sao giống con trai quá. Xong rồi cái em mới nói chị ba, em vừa nói giỡn mà vừa nói thiệt, em nói mà con trai thiệt mà. Chị ba chửi em mày khùng hay gì. Tao không có biết mày nói với ba mẹ lễ 30/4/21 á, em điện về ba, lúc em làm bình dương, em nói ba ơi, lễ này con về mà con dẫn bạn con về nữa, bạn gái con về nữa. Cái đầu á là ba em mới hỏi là bạn gái là sao. Ba cũng nghe phong phanh rồi. Xong rồi em mới nói với ba em là Niệu là như vậy luôn, Niệu là người chuyển giới luôn. Ba với mẹ em cũng im ru à. Xong rồi cái em hỏi là bây giờ có cho con dẫn về không. Cái ba nói dẫn về thì dẫn, nhưng mà bây giờ tao cũng chưa có biết làm sao hết trơn á, tao cũng chưa có chấp nhận được. Em nói đột ngột quá thì ba mẹ em cũng không có tin là em lại quen một người chuyển giới. Cuối cùng lễ thì em chở Niệu về, thì ba mẹ em vẫn rất là vui vẻ, cũng ngồi ăn cơm chung với Niệu. Nhưng mà sau cái ngày đến đó thì ba em điện lên nói với em là mai mốt có về thì về một mình, đừng có dẫn Niệu về nữa. Tại vì sợ hàng xóm này kia người ta nói. Em mới nói với ba là nếu mà về một mình thì em không có về, chừng nào về với Niệu thì em mới về. Rồi xong rồi cái tới bây giờ thì gia đình em thì vẫn không có cấm cản, nhưng mà cũng không có ủng hộ chuyện tình của hai đứa em. Cảm giác của Niệu như thế nào khi mà em nghe được cái câu đó từ ba? Cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều. Tại vì là gia đình của em, ba mẹ của em, mọi thứ bên gia đình của em thì rất là chấp nhận Trực và cho Trực về nhà ở như xem như con trai trong gia đình. Nhưng mà gia đình của anh ấy thì vẫn chưa chấp nhận em, mặc dù em đã cố gắng rất là nhiều. Và em biết rằng làm một người chuyển giới thì không thể nào nói ra mà gia đình người ta chấp nhận liền được. Phải cần có thời gian, thì em với anh Trực cũng đã rất là cố gắng nói với nhau là thôi, ba mẹ chưa chấp nhận thì mình hãy cố gắng mình làm, mình cố gắng mình phát triển. Em ngày càng đẹp lên, ngày càng giúp con gái mình làm có tiền hơn thì lúc đó cha mẹ chấp nhận cũng không có muộn. Với lại anh là con út trong gia đình, có một người con trai thôi thì rất là khó cho ba mẹ anh ấy chấp nhận được. Em vẫn cố gắng từng ngày mong là ba mẹ của Trực sẽ chấp nhận em, cho hai đứa em về ở chung với nhau, danh chính ngôn thuận để không phải trốn tránh ai nữa. Cái này chị đồng cảm với em, vì chị cũng cảm ngộ với em. Vậy từ thời điểm đó tới bây giờ là em cũng chưa về nhà luôn? Từ Tết năm rồi tới bây giờ là em cũng chưa về nhà. Và em cũng không có liên lạc về nhà. Không liên lạc luôn? Đúng. Kể cả các chị của em luôn hả? Kiểu như em đã quyết định ở với Niệu, đồng hành cùng Niệu, nhưng mà ba mẹ không chấp nhận thì thôi, cũng không có thay đổi được gì. Nhưng mà em mà về mà không có Niệu thì em không chịu về. Tại vì em muốn cho Niệu một cái danh phận, em dặn ba mẹ. Nhưng mà em biết nhớ nhẹ. Kêu nhiều hoài, kêu về ngân, kêu em chạy về ngân đi. Mà em nói thôi, về ngân anh không về. Mặc dù em luôn nói với Niệu là em không có nhớ, nhưng mà thật sự em rất là nhớ ba mẹ. Chị thấy em là một người rất tình cảm. Khi mà em đã quyết định là em không về nhà, em thăm gia đình ấy, nó là quyết định rất là khó khăn. Không biết là nhân này em cũng muốn nói gì với ba mẹ nhà không? Em muốn nói với ba mẹ là em mong ba mẹ, tại vì em biết ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Em cũng mong là mình được về nhà cùng với Niệu để chăm sóc ba mẹ. Tại vì em cũng là cháu đứt tôn. Mà bà nội em rất là thương em. Ba mẹ Niệu với bên nội Niệu rất là thương hai đứa em. Cho hai đứa em mở quán trà sữa trước cửa nhà nội, buôn bán. Nên hiện tại bây giờ công việc của hai đứa cũng ổn định. Không biết là Niệu có muốn nhắn gửi gì tới ba mẹ của Trực không? Dạ thì con mong là hai bác có xem được cái tập phát sóng lần này của con và anh Trực. Thì con mong hai bác hiểu cho con và anh ấy. Vì bản thân con là một người chuyển giới thì con
biết mình còn rất là nhiều khuyết điểm cho bản thân, và con luôn cố gắng hoàn thành bản thân của mình thật là tốt. Và con mong hai bác ở nhà hãy chấp nhận anh Trực và chấp nhận con. Và con mong hai bác chấp nhận để cho anh Trực quay trở về nhà chăm sóc cho hai bác và bà nội ạ. Hồi nãy giờ mình đang hơi đi cảm xúc, nó hơi nhiều cảm xúc như rồi. Bây giờ cho chị chuyển sang chuyện vui xíu đi. Trong thời gian kể cả yêu xa cho đến khi mà ở cùng với nhau, có những cái chuyện vui nào mà đáng nhớ để kể chia sẻ với mọi người không? Đối với em ngày nào cũng là vui hết. Vì mình là người chữ giới, mình có được tình yêu thì em cảm thấy mình rất là may mắn. Kiểu như là lúc nào em cũng muốn là hai em lúc nào cũng muốn truyền tải những cái năng lượng để cho mà những người chữ giới giống như em như này là sẽ là tin tưởng vào tình yêu hơn, đừng có sợ là mình là người chuyển giới mà mình không có tình yêu, mình không có ai thương mình hết. Anh nghĩ coi chuyện vui của mình là gì, kể coi em mới biết. Có nhớ không? Em rất là thích chụp hình. Kiểu như em hay đặt lịch chụp hình trước á, xong rồi tới ngày hôm sau như bữa nay em đặt rồi, nhưng mà ngày mơ đi chụp là em tối nay em mới nói với Niệu là ngày mơ mình đi chụp hình ở đó, ở đó đó. Là Niệu cứ hay chửi em hoài vụ đó. Tính là cũng hợp chứ, tại vì em là mẫu ảnh. Đúng rồi. Mà người yêu của em là thích chụp hình. Đúng rồi, hồi nãy nó thích chụp hình cũng rất là thích chụp cho em nữa, kiểu vậy đó. Không biết là tật xấu của Niệu là gì ha? Niệu làm biến. Làm cái gì cũng chậm chứ, làm cái gì cũng lề mề, mà làm kiểu như làm cho có chứ không gọn gàng đâu vô đâu hết á. Nên lúc nào em cũng phải là người làm, em làm cho xong luôn để mất công Niệu làm sao em làm lại. Cũng cái, vô đó. Cái tính của anh rất là kỹ, làm con chuyện nhà, mọi thứ quét nhà quét cửa, rửa chén, mọi thứ anh đều làm rất là gọn gàng. Còn em kiểu em cũng làm nhưng mà nhiều khi không có vừa ý của anh đó, cơ mà cũng là một người khó về những cái vấn đề sạch sẽ. Anh nói em muốn gọn gàng, thả anh làm cho gọn chứ không có để em làm xong anh phải làm lại. Anh bực bội. Vậy thì em có thể kể một số tật xấu của Trực không? Mà cái này thật xấu mà cũng là tốt cho em, hay đặt đồ online lắm, đặt nhiều lắm, mua đồ cho em không mà. Mà em thì kiểu như là lâu lâu không mua tiền đâu mà mua hoài. Đâu cứ đặt đồ gì lâu lâu cái lại đặt đồ cái tiền chút xíu shipper giao, xíu shipper giao là anh cứ đặt đồ cho em. Hay coi livestream. Vậy là thật xấu dữ chưa trời. Ủa đồ cho em không mà nha. Em coi livestream TikTok á, xong rồi cái em like mấy cái bài, mấy cái váy rồi đó lại, xong cái TikTok em toàn bây giờ là toàn là hiện livestream đồ con gái không. Cái đó là thật xấu dữ chưa. Vậy tính ra là Trực không có thật xấu luôn. Hay nóng tính chút xíu. Ai mà xúc phạm đến em hoặc là làm tổn thương đến em thì em có thể nhịn được. Nhưng anh không có muốn em bị như vậy. Em cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện này. 3 năm trước em có một cái drama là đánh nhau. Chị nhớ rồi. Một cái drama đánh nhau mà nó ảnh hưởng tới cuộc sống của em tới hiện tại này rất là nhiều. Và mọi người vẫn luôn chỉ trích em đi thi hoa hậu mà đánh lộn, đi qua nhậu mà làm này làm kia, rồi file không sạch thì ao vứt này mọi thứ. Mọi người rất là chỉ trích em rất là nhiều. Và bản thân của em từ ngày đó đã cố gắng rất là nhiều. Vì em biết là lúc đó em chỉ mới là 18 tuổi. Và cái biến cố đó xảy ra với em cũng không nghĩ là cái clip đó nó lại lan rộng, lan truyền được rất là nhiều đến như vậy mà nó ảnh hưởng đến em. Thì em cũng mong lần này thì mọi người sẽ hiểu hơn về em. Ai chúng ta cũng có quá khứ và bản thân chúng ta luôn biết cố gắng hoàn thiện từng ngày để sửa sai. Thì tại sao chúng ta lại không nhìn tương lai, không nhìn những cái cố gắng của họ mà lại luôn nhìn vào cái quá khứ. Thì em mong rằng là mọi người sẽ hiểu hơn và thương em nhiều hơn. Em xin lỗi tất cả mọi người rất là nhiều. Những cái quá khứ ấy, nó là những cái tuổi trẻ bồng bột. Và bây giờ em đang làm lại, em đang sửa đổi và em đang rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Chị cũng mong là khán giả sẽ bỏ qua và yêu thương em nhiều hơn. Trực thì sẽ nóng tính cũng vì em. Dạ. Thế là chị. Nhưng mà cái phản ứng của Trực khi mà nóng tính là gì? Là sẽ sẵn sàng. Quạo lắm, kiểu hùng hồn với kiểu. Bình thường em nói sẽ nghe đúng không? Nhưng mà lúc anh nóng vậy là em ảnh gạt bỏ đi những cái lời nói của em, ảnh sẵn sàng bảo vệ làm mọi thứ. Mà nhiều khi cái đó rất là nguy hiểm, bởi vì nhiều khi người nhà của em này nọ thì cũng hay nói này kia, em thì ảnh cũng hay quạo như vậy thì không có tốt lắm. Cái tính nó cũng thể là không tốt, tại vì mình đang ở với em, kiểu như mình phải kiềm chế, biết kiềm chế cảm xúc của mình một chút xíu. Hồi nãy giờ chị nghe thì Trực rất là yêu thương, bao bọc, và có thể là những tật xấu của Trực cũng xuất phát từ Niệu. Bây hai đứa em suy nghĩ là trong tương lai mọi người đang có dự định là sẽ như thế nào, hay là kế hoạch của mọi người trong tương lai thế nào? Dự định của em là sẽ cố gắng làm, cố gắng để dành tiền để hoàn thiện bản thân của mình và tham gia những cuộc thi mà em mong muốn. Em biết rằng là hy vọng nó nhỏ nhoi nhưng mà em vẫn luôn muốn để chinh phục, vì đó là ước mơ của em. Và
ảnh luôn ủng hộ những gì mà em làm. Em đi casting ở Sài Gòn hay là show nào thì anh vẫn luôn ủng hộ cho em đi, chứ không bao giờ cấm cản em. Và anh luôn mong muốn là em được đứng trên sân khấu diễn như em đã từng mong muốn. Và trong tương lai cả hai vẫn cố gắng để cho cha mẹ anh đồng ý. Và em mong rằng là tụi em sẽ có một cái đám cưới. Thật sự mẹ em đồng ý, chỉ cần ba mẹ anh đem chầu cao qua hỏi cưới em thì mẹ em chịu liền thôi. Còn Trực thì sao? Cuộc sống của hai đứa thì bây giờ nó cũng ổn định rồi. Chỉ mong muốn là sau này nó vẫn như vậy thôi, đừng có phát sinh thêm cái vấn đề gì nữa. Đám cưới thì chắc chắn là ai cũng mong muốn. Với em muốn là ba mẹ em nhanh chấp nhận để em còn dẫn Niệu về tới lui nữa. Với cái tình cảm mà chị thấy Trực dành cho em cũng như là tình cảm mà em dành cho Trực, thì chị hy vọng là trong tương lai mọi thứ, mọi kế hoạch của hai bạn đề ra đều có thể đạt được. Đặc biệt là gia đình của Trực sẽ chấp nhận hai đứa để đi đến một cái đám cưới giống như là kế hoạch của hai đứa. Cảm ơn hai bạn đã nhận lời tham gia buổi xuất hiện ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Và đừng quên khung giờ phát sóng của Come Out vào 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.